Hello, Đồ Gỗ Thái Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là những ngày đầu tháng của năm 2020, tháng 12 năm 2020, và hôm nay là những ngày cuối năm của năm 2020. Thái Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một bộ sập thờ Ngũ Phúc Kim Tiền Mai Cải Thọ tam cấp bằng gỗ gõ đỏ, hàng siêu khủng được Đồ Gỗ Thái Luân chúng tôi vừa hoàn thiện theo đơn đặt hàng của một khách hàng đến từ Phú Xuyên, Hà Nội, cùng huyện của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi. Hôm nay chúng tôi là giới thiệu với toàn thể quý khách hàng cái bộ sập thờ này, là sập thờ tam cấp đục Ngũ Phúc Kim Tiền Mai Cải Thọ tam cấp, hàng siêu khủng, có kích thước dài 2m17 và sâu 1m55, sâu 1m55 và cao, cái mặt này là 1m27 và các cấp trên là cao 2 phân, cùng với chiếc ngai thờ phía trên đây. Và ngoài cái bộ sập thờ hàng khủng của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đây, thì quý khách hãy theo chân tiếp theo là còn có các cái bộ hoành phi này, hoành phi câu đối đấy, và hai đôi câu đối lòng mò và cuốn thư câu đối, hoành phi câu đối và hai bộ câu đối đều được làm chất liệu gỗ gõ đỏ. Các sản phẩm này chúng tôi chuẩn bị đi bàn giao cho gia đình nhà một cô chú khách hàng ở Phú Xuyên, Hà Nội, cách Đồ Gỗ Thành Luân vài cây số thôi. Ở đây là một cái nhà thờ bằng gỗ, thì chúng tôi sẽ hoàn thiện cái sản phẩm này cùng với cửa võng chúng tôi ở phía trong. Và trong cái clip này chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết với khách hàng để khách hàng thấy được. Và sau cái clip này thì chúng tôi sẽ mời quý khách cùng theo dõi tiếp về ở cái phần mô tả phía dưới này. Chúng tôi sẽ để cái đường link khi chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng của cái nhà thờ ở Phú Xuyên, Hà Nội. Vâng, xin mời quý khách cùng đón xem. Đây, trên màn hình quý khách đang thấy đây là hoành phi câu đối và cuốn thư câu đối, cửa võng phía trong, tôi để phía trong đã được để vào đúng không gian vị trí. Và nhân vật chính trong clip này chúng tôi giới thiệu đây là chiếc sập thờ Ngũ Phúc Kim Tiền Mai Cải Thọ tam cấp, hàng siêu khủng bằng gỗ gõ đỏ, được chúng tôi hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng và chuẩn bị đi bàn giao và lắp ráp cho gia đình nhà cô chú khách hàng đến từ Phú Xuyên, Hà Nội. Cô chú ở Tân Tiến, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội. Đây là những người con Phú Xuyên cùng quê với Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi đã đặt hàng cái sản phẩm này. Đây là một siêu phẩm, chúng tôi nhấn mạnh đây là sập thờ khủng bằng gỗ gõ đỏ mà chúng tôi là làm theo yêu cầu của khách hàng, kích thước rất to và hoành tráng. Đây là cái mẫu sập thờ, thực sự ra mẫu sập thờ tam cấp thường thường là nó phải đi với lại cả các không gian nhà của khách hàng. Đấy, cho nên là các cái sập thờ tam cấp này thì nó không giống một cái sập thờ nào khác, bởi vì là mỗi một nhà có một kích thước, một không gian phòng khách, phòng thờ khác nhau. Cho nên là chúng tôi là đây là cái sản phẩm mà chúng tôi nhận đặt hàng theo yêu cầu đấy, theo mẫu mã và kích thước, đặc biệt là cái kích thước này chúng tôi là làm theo yêu cầu đấy. Toàn bộ cái đường nét này được đục chạm thủ công bằng tay, và cái sập thờ này là sập thờ do nghệ nhân chế tác. Chúng tôi nhấn mạnh đây là sập thờ do nghệ nhân chế tác. Ngoài chiếc sập thờ của khách hàng ở Phú Xuyên, Hà Nội, là khách hàng hàng xóm của Đồ Gỗ Thành Luân chúng tôi ra, thì chúng tôi vẫn còn 4 cái đang chuẩn bị giao, cũng mẫu mã như này, sập thờ Tứ Linh và sập thờ Ngũ Phúc Kim Tiền Mai Cải Thọ, đều hàng khủng. Vâng, quý khách có thể thấy đây, chân này chân vuông 24 phân, được đục chạm thủ công. Và cái dạ này dày đây, theo yêu cầu khách hàng là dày 10 phân, cái dạ tiền này dày 10 phân. Bình thường chúng tôi làm 8 phân thôi, nhưng đây khách hàng yêu cầu là 10 phân. Nhưng mà chúng tôi cũng nên khuyên là chỉ cần làm 8 phân thôi, cũng không cần phải 10 phân đâu. 8 phân đã quá đẹp rồi. Đấy, tầng cổ này toàn bộ là được đục thủ công bằng tay hết. Và ván mặt trên là ván liền 2 phân, ván 2 phân liền khối. Đấy, ván 2 phân liền tấm. Clip quý khách đang xem, chúng tôi đang quay tại cơ sở 1 của Đồ Gỗ Thành Luân, nằm tại xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Và mọi thông tin chi tiết quý khách phụ hàng vui lòng liên hệ với Thành Luân chúng tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Đây là các sản phẩm mà chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho khách hàng ở Phú Xuyên. Bên cạnh đó đây là hoành phi câu đối, cuốn thư câu đối và cửa võng chúng tôi cùng làm cho một gia đình. Đấy, đây là các sản phẩm mà chúng tôi làm để dựng lên một cái không gian nhà thờ bằng gỗ nhá. Đây, các sản phẩm này chúng tôi sẽ dựng ở trong một cái nhà thờ gỗ. Vâng, thay mặt Đồ Gỗ Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Và chúng tôi
Rất mong muốn quý khách hàng hãy đăng ký kênh của Đồ Gỗ Thành Luân để liên tục nhận được các thông báo mới nhất về các sản phẩm mà chúng tôi cập nhật hàng ngày, và cũng như là mọi đóng góp ý kiến quý khách vui lòng bình luận comment dưới video clip dưới này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của khách hàng để cho ra mắt nhiều sản phẩm hơn, đẳng cấp hơn. Xin trân trọng cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại khách trong những video clip tiếp theo.